Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và mình là như ở bên dưới tiêu đề mình đã ghi là hôm nay lại là một video clip về Shopee Haul lần thứ... Lâu quá mình không làm nên mình cũng đã quên là lần thứ bao nhiêu rồi. Nên là mình sẽ ghi cái tiêu đề luôn nhé. Thì Shopee Haul lần này thì mình sẽ làm về một số phụ kiện và quần áo thiên thiên về mùa thu đông một tí xíu. Thật ra là mình cũng không có ý định làm cái Shopee Haul mùa thu đông đâu, bởi vì cái nơi mình sống nó không có mùa đông các bạn ơi. Và cái ý định mà mình mua đồ Shopee Haul này thì là mình đã có ý định đi Đà Lạt, nên là cái Shopee Haul hôm nay nó mới ra đời nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành khui những cái đồ đầu tiên cho các bạn xem nha. Mình nghĩ là mình sẽ khui những phụ kiện trước. Ten ten, thì đây là nhiêu đây đồ mình đã đặt, mình đem về mình cũng đã khui ra để kiểm tra hàng á, bởi vì mình đặt quá nhiều. Mình không nhớ là mình đặt cái gì nên là mình phải đem về mình kiểm tra xem có thiếu sót gì không để mình khiếu nại liền. Đầu tiên thì sẽ là phụ kiện nha. Đầu tiên thì sẽ là cái này. And các bạn thấy gì không? Đây là hai chiếc kẹp để mình lúc mà mình make up rửa mặt gì đó thì mình sẽ kẹp lên cho nó gọn gàng. Thì mình thấy hai cái kẹp này rất là nhiều idol sử dụng nên là mình cũng order cho mình hai cái. Cái những cái phụ kiện này thì mình order chung một shop nha các bạn. Và shop này ở quốc tế nên là giao hàng về khá là lâu. Và tiếp theo thì sẽ là một chiếc cài. Chiếc cài hình caro màu đỏ rất là thích hợp cho các bạn đi event, không phải. Đi chơi Noel cuối năm. Thì chiếc cài này bên trong hay bên ngoài gì đó thì nó cũng không có cái răng cưa để giữ lại tóc của mình, nhưng mà lúc mà mình đeo vào thì rất là xinh luôn và rất là nổi bật, bởi vì tóc mình màu đen và mình cài cái cài màu đỏ lên thì mình cảm thấy nó rất là nổi cái cài lên và rất là hợp với màu tóc đen của mình. Theo mình cái kiểu cài này thì dạo gần đây rất là hot và mình thích cài cái kiểu cài này với cái kiểu tóc mà hơi lăn xăn tí xíu thì mình nghĩ nó sẽ xinh hơn. Ok, tiếp theo lại là một chiếc cài nữa, nhưng mà chiếc cài này mình nghĩ là chỉ thích hợp để mang trong nhà hoặc là lúc mà các bạn selfie sống ảo thì cái cài này nó sẽ hợp hơn. Thì đây em nhìn nó rất là so cute luôn nha các bạn. Đây là chiếc cài hình có hai cái tay gấu và cái lông của nó sẽ xoắn lại như thế này nè. Đó, nhìn cực kỳ đáng yêu luôn. Và cái cài này thì mình nghĩ là cũng sẽ sử dụng cho cái mục đích là rửa mặt hoặc là khi make up. Đó, khi đeo vào thì lúc mà các bạn selfie thì rất là... mình nghĩ cực kỳ đáng yêu luôn á. Và cái em cài này thì trên shop có rất là nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng, xanh lá, xanh dương, hồng gì đó thì rất là nhiều. Và mình đã lựa cái màu nó giống như con gấu nhất, nó là màu nâu. Thì hôm nay mình đã có cái em màu nâu ở trong... ở ngay đây cho các bạn xem. Và tiếp theo cũng trong một cái shop phụ kiện này luôn thì mình cũng order cho mình một chiếc kẹp. Mình không biết gọi nó là kẹp càng cua hay là kẹp gấp, mình không biết gọi nó là cái gì, nhưng mà nó là như vậy nè. Thì các bạn gọi nó là cái gì thì mình thường gọi nó là cái kẹp gấp. Kẹp gấp nè các bạn. Thì cái kẹp này thì mình thấy dạo này nó cũng rất là hot và mình cũng đã làm được video clip về những cái kiểu tóc với kẹp này. Thì các bạn có thể xem ở trên này nha. Ở đâu trên này thì mình sẽ để cái link đó trên này hiện lên cho các bạn xem. Ok, thì em này là cũng có rất nhiều màu để lựa chọn và nó là nhựa trong suốt và cái màu nó sẽ trong như thế này chứ nó không phải là màu đục. Và mình sẽ kẹp lên. Size của em này thì hơi bự so với mình tưởng tượng nhưng mà cũng được, bởi vì lần trước mình mua một cái em kẹp càng cua thì nó có cái size nhỏ hơn nên là mình muốn thử xem cái em bự này nó có đẹp hơn hay không. Như đó thì đã kết thúc cái shop đầu tiên mình đã đặt, thì có nhiêu đây. Và cái shop tiếp theo mình đặt cũng là một phụ kiện dành cho ở phần trên, nhưng mà cái shop khác. Và cái shop này mình chỉ đặt có một cái thôi và mình cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình đặt quá ít. Thì em nói chính là cái này. Một cái mũ nồi hoặc là nón bánh tiêu gì đó, tùy các bạn gọi.
Và mình có một cái vấn đề với cái em nón này, đó chính là lúc mà mình mua về thì cái vành ở trên đây này nó to ra bên này luôn. Đội vào cái đầu mình thì nó khá là to, nên là mình đã kiếm ra một cách là mình đã may lại cho nó nhỏ lại. Thì đây, đó các bạn thấy không? Mình đã may vào em nó một khúc như thế này nè. Và em này có một cái nữa, đó chính là có một cái dây rút để các bạn, nếu mà cái đầu các bạn có nhỏ thì các bạn có thể rút lại cho vừa với cái đầu mình hơn. Thì mình cũng rất thích. Và cái em này, cái phone nó cũng rất là cứng, chứ nó cũng không có bèo nhèo như là những cái nón bánh tiêu lúc trước mình thấy. Cái họa tiết của em nó là caro nữa, và mình cũng cực kỳ thích cái họa tiết caro, nên là mình đã đặt màu xanh dương, là cái màu mình nghĩ là theo cái màu phong thủy của mình á, bởi vì mình mạng thủy nên là mình mới đặt cái màu xanh dương. Mình nghĩ như vậy nó sẽ đẹp hơn. Và những cái giá của mấy cái em này thì mình cũng không nhớ nó là bao nhiêu, nên là mình sẽ để đâu đó ở bên đây cho các bạn tham khảo nha. Và cái món mắc nhất trong cái lúc này mình đặt á, thì chỉ có giá là 200.000 trở xuống thôi. Không có cái nào 200.000, cũng không có cái nào hơn 200.000 đâu, nên là các bạn yên tâm nha. Ok, vậy là cái phần phụ kiện trong cái video lần này cũng đã kết thúc. Và tiếp theo thì sẽ đến những món đồ. Mình sẽ unbox từ những món đồ trong nước trước, sau đó mình sẽ unbox những món đồ mình đã mua ở quốc tế. Món đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó chính là một chiếc quần thun dài rộng màu tím. Đây, em siêu dài luôn nha các bạn, tới mắt cá luôn. Và ống cực kỳ rộng luôn nè. Và cái em này sẽ có một cái hàng chữ ở bên này, in theo cái kiểu mà màu chồng chồng vào lên nhau, và có một hình bông hoa ở đây. Cái bông hoa này mình cũng cực kỳ thích luôn. Và cái giá em này thì mình nhớ là 119.000 hay là 120 gì đó, cực rẻ luôn. Và cái shop này là One Hit Shop hả ta? Mình không nhớ rõ tên, nhưng mà mình nhớ là One Hit Shop hay là cái gì đó, mà cũng rất là nhiều bạn trẻ đã mua hàng ở đây, nên là mình cũng tin tưởng và mình cũng mua một sản phẩm ở đây. Và đây cũng là sản phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất mình đã đặt. Ok. Thì em này thì sẽ có hai size các bạn lựa chọn, là hai size các bạn lựa chọn là size M hoặc là size L thì phải. Nhưng mà cái vòng eo thì nó cũng sẽ y như vậy, nhưng mà cái độ dài thì nó sẽ dài hơn, size L nó sẽ dài hơn cái size còn lại. Thì mình đã đặt size L để cho nó dài che cái mắt cá mình luôn, thì mình thích những cái kiểu như vậy. Và em này nó có rất là nhiều màu, trắng, đen, hồng, tím gì đó mình không nhớ rõ, nhưng mà rất là nhiều màu. Nhưng mà mình muốn mua một cái màu là màu xanh dương đậm, nhưng mà em này không có, thì mình đã quyết định mình mua màu tím. Nhưng mà mình cũng không có muốn đặt theo trend màu tím hay là gì đâu, nhưng mà hết màu rồi các bạn ơi, mình phải đặt màu tím thôi. Rồi, hàng tiếp theo sẽ là một chiếc đầm không có dài lắm. Đây, lại là một em caro nữa, nhưng mà em này là caro màu xanh đậm và màu trắng, và sẽ có những hàng nút dài ở bên đây. Thì cái chiếc đầm này thì mình cảm thấy cái style của em nó thì hơi thiên về cổ điển một tí xíu, và mình cũng đang thấy cái phong cách cổ điển thì mình nó cũng là cái style của mình, nên mình hút luôn em này luôn. Và giá của em nó thì cũng chưa tới 200, hình như là như vậy, mình nghĩ là như vậy. Giá nó cũng chưa tới 200. Và lúc mặc lên người của mình thì cái màu này nè, nó cũng giúp mình tôn da rất là nhiều. Và cái vòng eo, cái phone của em này á thì không phải là ôm lắm, mà là nó hơi rộng rộng, nó theo cái phong cách thoải mái hơn là gò bó. Và mình thích cái hơi hướng phong cách nó như vậy, thì giúp cho mình lúc mà mặc đồ thì mình sẽ dễ dàng bay nhảy hơn, bởi vì mình là một cái con người không thể nào mà thích gò bó á bạn. Tiếp theo sẽ là một em lại là sọc caro. Sao mà mình dạo này mình thích caro quá các bạn ơi. Và em này là chiếc áo sơ mi oversize, cũng là thiên về màu xanh đậm và màu trắng. Thì cái em này mặc lên thì nó mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm áo khoác, hoặc là giống như là giả giả cái áo vest đó các bạn, hoặc là giả đầm gì đó. Mình nghĩ là mình mua về thì mình sẽ như vậy, và mình sẽ kết hợp với những cái em mà thí dụ là chân váy màu đen, hoặc là áo trong màu đen, để cho nó tiệp với cái màu này hơn. Và
mình sẽ mix với những phụ kiện nổi hơn để cho cái tạo điểm nhấn vậy đó. Nên là mình nghĩ như vậy là mình đã mua em này luôn. Và giá thì mình sẽ để đó ở bên đây cho các bạn xem nha, chứ mình cũng không có nhớ giá nó nữa. Ok, vậy là những món đồ mà mình đã đặt ở trong nước thì có nhiêu đó thôi. Và những món đồ mình đã chờ rất là lâu thì nó sẽ ở quốc tế. Và đây chính là những em này mình đã chờ rất 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 lâu rồi để sở hữu được mấy em đó đó. Thì đầu tiên sẽ là một chiếc áo tay dài màu xanh da trời, màu phong thủy của mình. Thì lúc đầu mình nhìn ở trên hình á thì mình nghĩ là người mẫu mặc thêm cái áo ở bên trong và mặc cái áo tay dài này ở ngoài, nhưng mà không phải. Em này phối luôn hai áo luôn nha các bạn. Và nó sẽ giả áo bên trong chứ không phải là áo bên trong. Đây, ở dưới đây cũng sẽ giả, giống như là chúng ta mặc áo thêm áo thun bên trong vậy đó. Mình thích là nó sẽ là nó thôi, chứ nó đừng có phối thêm. Nếu mình muốn phối thì mình tự phối cũng được vậy. Mình đã sai lầm đó các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng có một vấn đề với em này nữa là em này hơi mỏng nè, hơi mỏng. Nhưng mà mình muốn nó dài hơn tí xíu nữa thì nó sẽ ấm hơn. Nên là lúc mà mình mặc em này, nếu mà mình ở cái thời tiết lạnh thì nó sẽ không thích hợp lắm. Chỉ thích hợp vào mùa thu thôi. Còn mùa đông như ở các bạn ở miền Bắc á, thì cũng không, mình nghĩ không phù hợp. Bởi vì em này khá mỏng. Tiếp theo là một món đồ cũng là trong cái shop của cái áo tay dài lúc nãy luôn. Và cái món hàng này mình cực kỳ thích luôn các bạn ơi. Mình đã mong chờ em này lắm 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 luôn. Đó chính là một chiếc áo siêu xinh luôn nha. Đây là một chiếc áo ghi lê đúng không ta? Và theo ở trên đây là những cái bông hoa mà mình rất thích, đó chính là bông hoa mặt trời. Đó, mình cực kỳ thích cái áo này luôn. Và cái màu mình chọn lại là màu đen, cái màu mà mình nghĩ là rất là dễ mặc đồ. Chắc các bạn cũng nghĩ như vậy đúng không? Và em này sẽ có 3 màu, và trắng nè, màu nâu nâu, màu đen. Và mình nghĩ cái màu nào cũng xinh hết. Là lúc đầu mình nghĩ là mình tính mua hai cái là màu trắng và màu đen, nhưng mà mình là một người không thích cái gì đó mà mình sở hữu hai cái giống nhau, nên là mình quyết định mình mua cái thôi. Và mình nghĩ nếu mà các bạn mua áo ghi lê á thì các bạn nên mua những cái màu trung tính hoặc là ít họa tiết. Họa tiết đơn giản thì nó sẽ dễ kết hợp hơn là các bạn mua những cái áo ghi lê mà màu sắc sặc sỡ, nhiều họa tiết thì khó kết hợp lắm. Và mình nghĩ cái áo này cũng là đang hot ở cái mùa thu đông này, nên là mình sẽ làm một video clip với em này với những trang phục khác nhau cho các bạn xem. Mình nghĩ là mình sẽ làm một video clip như vậy. Các bạn hãy nhớ đón xem nha. Ok, vậy là những món đồ mà My đã đặt trong cái lần shop Be Haul lần này của My cũng đã kết thúc rồi. Và hy vọng các bạn sẽ thích những món đồ này của My đã lựa. Và nếu các bạn thích thì các bạn hãy nhấn vào phần mô tả bên dưới, thì mình sẽ để hết tất cả những món hàng mình đã mua này ở phần mô tả bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Và mình nói lại một lần nữa là những món hàng này chỉ có giá là 200.000 trở xuống, không có cái giá nào mà vượt quá 200.000 đâu, nên là các bạn hãy yên tâm mà đặt nha. Và mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video này của mình, và hãy đón xem những video tiếp theo của My trên kênh My Ngân nè, để ủng hộ My nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của My.